Trong nhân quả, quả báo đến nhanh là do ta không còn nặng nợ quá khứ nhiều. Ví dụ, có người cũng hiền thiện, một hôm bạn bè rủ đi câu cá rồi trên đường về bị ngã xe, trầy xước đôi chút. Người này sực nhớ là hôm nay mình đã câu mấy con cá về nhậu cho vui, và có linh cảm rằng việc ngã xe có liên quan đến mấy con cá vừa câu sáng nay. Trường hợp này là quả báo đến sớm, vì người này không có nghiệp gì nặng nên quả báo đến ngay, báo cho họ dừng tay tạo nghiệp. Còn người nặng nghiệp thì đi câu cá, thậm chí bắt cả đàn cũng chưa có chuyện gì xảy ra, nghiệp sẽ cộng dồn lại đến kiếp nào đó mới trả quả, kiếp này thì chưa phải trả ngay. Khác với người có phước, vừa sảy tay một chút là quả báo đã hiện ra để cảnh báo. Chúng ta cũng rút ra được những bài học quý giá khi làm phước. Thứ nhất là đạo đức, xin đừng do dự, vì do dự thì phước sẽ giảm. Thứ hai là phước có thể đến nhanh, có thể đến chậm, tùy vào nghiệp quá khứ của ta nhưng cũng đừng trông mong. Có hai hạng người làm phước không nghĩ đến quả báo. Một là người không biết nhân quả. Họ có thể theo duy vật, không tin tôn giáo, không hiểu nhân quả, không biết hành vi giúp đỡ hôm nay sẽ mang lại kết quả tốt lành ở mai sau. Họ giúp người chỉ vì lòng thương yêu con người và nghĩ rằng việc tốt là việc phải làm nên thường san sẻ, giúp đỡ. Hai là người rất cao thượng nên không cần quả báo. Họ là người biết rõ về quả báo nhưng nguyện với lòng, mỗi khi làm việc tốt lành, con xin nguyện không mong cầu quả lành đến với mình. Tức là, chỉ gieo nhân mà không cần hưởng quả. Đây là người rất đạo đức, rất cao thượng. Thứ nhất là hạng phàm phu cầu quả báo. Người phàm phu ích kỷ, mỗi khi làm điều phước đều cầu mong và chờ đợi quả báo lành đến. Cũng có Phật tử tuy biết đạo nhưng bị rơi vào tâm lý này, vô tình làm cho tâm ích kỷ càng lớn hơn. Bồ Tát làm phước nghĩ đến quả báo nhưng các ngài nghĩ về quả báo một cách cực kỳ kỹ lưỡng, cặn kẽ và thấu đáo. Vì các vị biết rất rõ quả báo sẽ đi về đâu. Hiền Diệp Cuộc Sống Mỹ cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.